Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Và video ngày hôm nay bọn mình sẽ làm một chủ đề, đó chính là test Covid mọi người ạ. Tại sao bọn mình phải test Covid? Bởi vì cái lý do này mình sẽ nói khi mà bọn mình đợi nhá. Trong lúc đợi mà nó lên 1 hay 2 vạch này mọi người đó, trong cái thời gian chờ đợi này thì bọn mình sẽ nói lý do là tại sao bọn mình phải test Covid và sẽ phải ra cái video này. Test Covid ở Việt Nam mình cũng sợ thế, kiểu cho cái này cái tăm bông ấy thò lên tận trên đỉnh mũi này rồi. Mình đã nghĩ là sẽ cố gắng an toàn nhất có thể để không phải test Covid, nhưng mà không, đây là tự mua để phải test, bởi vì nếu không test thì sẽ rất là nguy hiểm. Mở đầu ra đây. Đây bên trong cái gói là như này đó. Tuy nhiên là mình có video hướng dẫn ấy, một lát nữa mình sẽ mở video hướng dẫn ra. Ở đây nó cũng có này nhưng mà nó hơi quá nhiều chút. Phải giữ lại cái hộp này bởi vì đằng sau này cô có cái cần này. Đằng sau có một cái lỗ mà mình phải bóc cái này ra. Que tăm bông để test Covid này. Đó. Và gì nước. Lần đầu tiên mình cũng thấy ấy, tuy mình nhìn người ta test Covid thì mình cũng chỉ thấy mỗi cái tăm bông này thò vào mũi thôi, chứ mình đâu có thấy toàn bộ, ví dụ như là test như thế nào hay là nó còn những cái gì đâu, đúng không? Hộp này là chỉ một lần thôi mọi người ạ. Chỉ được test một lần thôi. Mình xem nào. Cái cảm gì? Cái này cái gì? À, sao nó? Cái cách không biết. 液体をこの中に入れて、その後に鼻水か唾液をここの中に入れて、この綿棒で取って混ぜると。で混ぜたらそれをこの中のこれカセットに入れてコロナかどうかわかる。 Bây giờ mình sẽ xem video người ta hướng dẫn đấy mọi người đấy. Bên Nhật này người ta up hẳn những cái video cách hướng dẫn test Covid tại nhà. Thì bây giờ mình sẽ xem qua một chút đấy. 下に検査液を落とす。そしたらこれを取ります。取ります。はい、取ります。取った。Sau khi mà mở ra nó sẽ như này nha mọi người nhá. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vào trong này. Bỏ hết vào luôn. Đó. Sao bỏ vào nó còn nổi cái bong bóng này thế này không biết. Ok, sau khi mà bỏ hết vào rồi thì mình sẽ vứt cái rác này đi. Đây mọi người ơi, đây là tăm bông. Đó. Tăm bông. Sau một hồi bàn bạc thì bọn mình quyết định là sẽ cho nước mũi ở đây, bởi vì cái tăm bông này mình nhìn nó không có giống với cái tăm bông ở bên Việt Nam mình là sẽ cho vào trong mũi này, mà cái tăm bông bên Việt Nam mình nó dài hơn cơ, chứ còn đây nó giống như kiểu cái tăm bông bình thường á. Mọi người nhìn xem đó, đây đây quay sát cho mọi người xem để mọi người nhìn nhé. Rồi mình sẽ cho lên. Kinh thế. Quay trực tiếp hàng ngày, trực tiếp hàng ngày thì có thể là tốt. Sau một hồi dùng hết sức lực để có thể vắt nước mũi ra thì bây giờ mình đã có thể nhìn thấy được nước mũi, rồi mình sẽ lấy nha, mình sẽ dùng cái tăm bông này. A few moments later. Tại vì mình thấy ở đây nó ít quá, nó không đủ mọi người, nên mình cho cái này. Ôi ngứa dã man luôn ấy. Mọi người nhìn không, kiểu mắt mình nó đỏ sọc hết cả lên. Tại vì đây ít quá mình không có nước mũi để mà xì ra, tại vì mũi của mình nó rất khá là kiểu khô khô và nó không kiểu như là thò lò mũi. Cái này hợp với bạn nào viêm xoang. Thôi không đùa nữa, mình test.
話題なのよ。で混ぜる、10回混ぜる。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 OK、 うん、 OK、 下で正解、袋入れちゃってもう一回。 Sau đó thì mình sẽ bỏ vào cái giấy bóng này mọi người ạ。Sau khi mà mình đã dùng cái tăm bông mà cho vào trong mũi xong, bỏ vào đây, trong mũi của mình nó ngấm vào cái dung dịch này để có thể test dễ dàng ấy, thì mình có nhúng vào cái dung dịch này rồi. Cái nước mũi của mình nó đã ở trong này rồi mọi người. Khó nói gì nhỉ. Ôi bây giờ vẫn còn thấy ngứa cơ. Là... khó chịu lắm. Thế này ở Việt Nam mình nó sọc đến tận đây. Ủa, hai đến già. Cái thế. Rồi bây giờ mình sẽ đây 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 đây. Đó, à đây đây. Đây đây đây. Đằng trước của nó đây mọi người ơi, đó. Đây. Mọi người có nhìn rõ không? Đây nhá, bây giờ mình sẽ rõ hai giọt vào đây. Nó hơi khác với Việt Nam mình một chút, đó chính là ở Việt Nam mình ấy có thể là dùng cái que trực tiếp vào cái gắn vào cái để mình test luôn ấy. Nhưng mà còn cái này thì là rõ nước vào đây. Rõ hai cái giọt dung dịch vào đây mà vừa nãy mình đã thấm nước mũi của mình. Thế xong rồi là nếu như mà vào T chữ T này, tức nghĩa là dương tính với corona nhá mọi người nhá. C chữ C này, tức nghĩa là mình âm tính. Thì bây giờ mình sẽ tiếp thử nha. Ok, thank you. Hey, mà. Mọi người nhìn này, vừa mình mới rõ phát xong phát mà nó hiện luôn này mọi người. Bây giờ mình sẽ cùng chờ đợi trong vòng 15 phút nhá. Thì mình đã hẹn giờ rồi. Thì trong cái lúc mà bọn mình chờ đợi, mình sẽ nói lý do là tại sao bọn mình phải test Covid nhá. Thì lý do như sau. Anh bạn trai của mình ấy làm ở trên công ty, thì bác giám đốc rất là hay đi công tác, chẳng hạn như là đi tỉnh nọ tỉnh kia, đi Hokkaido, đi Osaka, đi nói chung là khắp cả Nhật Bản luôn. Bác ấy đi công tác về tầm là khoảng thứ 6 tuần trước, tại vì mọi người trong công ty nghỉ lễ là vào thứ 5. Mà thế nào trời ma xui quỷ khiến thế nào bọn mình không đến công ty vào thứ 6 mà lại đến công ty vào thứ 7. Tại sao bọn mình lại đến công ty? Bởi vì bọn mình cần phải up video lên mà nhà mình có wifi nhưng dầu nên nó hơi chậm một chút. Thứ 6 bác ấy về, thứ 5 công ty nghỉ lễ và thứ 7 bọn mình đến công ty. Thứ 2 là hết nghỉ lễ thì là mọi người mới đến công ty mới biết là bác ấy bị corona, vì là bác ấy có nhắn tin cho mọi người trong công ty. Trời ơi, xong anh nhà mình mới liên lạc cho mình. Mình thốt tim hết hồn, nghe xong muốn tụt huyết áp rồi mọi người. Tim mình chó nó cứ đập thình thịch thình thịch. Xong mình sợ quá, mình phải hỏi tất cả mọi người, xong lên mạng tra các kiểu là nếu như mà corona mà cách nhau một hôm như vậy thì liệu nó có bị bám trên bàn, trên ghế hay là bất kỳ một chỗ nào trong công ty không. Bọn mình thì không có ngồi ở cái nơi làm việc, mà bọn mình ngồi ở cái nơi mà mọi người hay kêu kê hay ăn uống đó. Thì tuy là như vậy nhưng mà bọn mình cũng muốn cẩn thận hơn một chút rồi, nhưng mà thôi thì mua cái để test Covid về, xong rồi là sẽ test Covid và cảm thấy tình trạng trong người như nào đó, nếu mà cảm thấy chưa an toàn thôi lắm bọn mình sẽ đi khám luôn đó. Thì đương nhiên là bảo hiểm mà có ở Nhật ấy thì đi khám nó cũng sẽ rẻ hơn rất là nhiều, nhưng mà như nghe nói mất 1-2 man gì đó, thôi không sao. Biết làm sao được, bởi vì bác ấy đi công tác hơn một tuần chưa gặp. Nhưng mà cái bệnh này ấy, tầm mọi người biết rồi đúng không, tầm 15 ngày có khi nó mới phát ra cái triệu chứng cơ. Đấy, thế là rất là khó nói là bác ấy bị từ khi nào. Nếu như bác ấy bị từ mới thôi thì không sao, tầm 4-5 ngày nó tự nhiên cái Covid mới này, cái chủng mới Delta này nó mà ra triệu chứng sớm ấy thì không sao, nhưng mà lại kiểu không biết là bị từ khi nào cơ. Đấy, đấy chính là cái khó nói nhất. Thế tốt nhất là cứ phải test để cho an toàn. Về nhà thì xịt cồn các thứ, mình có mua cồn ấy, rồi là được một cái đó chính là kháng thể của hai bọn mình rất là khỏe, bởi vì bọn mình ăn uống lành mạnh này, ăn rau, ăn những cái thứ tốt cho cơ thể, và bọn mình còn tập thể dục nữa. Mình hy vọng là cái kháng thể của bọn mình nó khỏe thì bọn mình sẽ không bị làm sao. Chứ bây giờ tuy là không phải bị nhiễm từ ông giám đốc, nhưng biết đâu được bọn mình đi ra ngoài đúng không, gặp phải ai đó bị, thế là cũng rất là sợ mọi người, nên là thôi cứ test cho an toàn. Còn khoảng 5 phút nữa đó. Đấy mọi người, đấy chính là lý do mà tại sao bọn mình phải test Covid. Mình chó đến cái nỗi mà sợ quá. Hôm qua mình còn nằm mơ. Hôm qua mình nằm mơ là kiểu nếu ai mà bị Covid ấy sẽ bị cho lên một hành tinh khác. Siêu nói nhiều thế. Trời ơi, trời, chắc thế. Hãi quá. Hãi quá. Tôi ngủ đến như vấn đề. Cái cơ cara? Vấn đề gì? Năm. Năm. Bố, bố. Mô, hai ba, ba. Mô. Ok. Nhau này đọc xong rồi muốn đau não luôn mọi người. Ok. Bây giờ rồi, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem nhá. Suốt cái quá trình mà đợi ấy, bọn mình không hề mở lên xem. Và bây giờ là phút giây hồi hộp. Không biết nhỉ. Trời ơi, kiểu lo thật sự mọi người, thôi không sao. Mơ dễ.
dùng hết sự can đảm hai mấy năm để mà ok xe nào mo hai ba để lâu cả dạ mo hai cô có chuyện gì xảy ra あ、そうそうそう。じゃあ、私さっき、私さっき。ちょっと待って、じゃあ、俺のやつ、ハイに見せる。ハイのやつ、俺に見せて。いい？オッケーオッケーオッケー。せーの。せーの。せーの。Oh my god！ 嘘でしょ？変なリアクションしなくていいよ。嘘でしょ？Em ơi, may thế mọi người. Không nhìn mọi người, anh ấy không nhìn sao cả. Trời ơi, anh ấy, trời ơi mọi người ơi, xê nhá. Sao mình dính kém thế không biết được. Corona じゃないよ. Ôi, trời ơi. Em may nhờ. Lucky. 俺強いから. Lucky là nè. May thật sự mọi người, trời ơi. Giờ hai chân nhìn mắt. Trái tim mình vẫn còn đập thình thịch, trời ơi. Sao đến lượt mình, trời ơi. Hai chân nhìn tí. Kiểu せーの。おい、わかるよ、さあ、おい、し、しよね。そう、し。あ、ほんまいとすごい。でも、これ、とりあえず、この治療時、え、僕、みんな、せり、で、かん、さあ。で、ない、え、て、の、ほんまら、どんもちゃまちゃまだ。có thể cái này đúng nhưng đến bệnh viện xét nghiệm cũng có thể là nó sẽ tương đương với kết quả nó là giống nhau nhưng mà cũng có khả năng là cái này thì là không bị nhưng mà đến bệnh viện xét nghiệm thì lại thành ra bị là cái xác suất nó rất là cao thế bọn mình cũng sẽ không chủ quan và bọn mình cũng sẽ phân đi khám ấy mọi người tại vì bây giờ lên tại vì bây giờ ở Nhật ấy cũng mấy nghìn người ngày 3.000 người tăng kiểu không sao nhưng mà thôi kiểu dù sao thì bọn mình cũng test một cái này rồi nhưng cũng cảm thấy hơi yên tâm một chút và ngoài ra nếu như bạn nào mà muốn chắc chắn cẩn thận ấy tốt nhất là mọi người cứ đi đến viện để mà khám luôn mọi người ạ bởi vì bọn mình mua cái này để mà test ấy thì nói chung là nếu như bạn nào không có thời gian ấy mà muốn test thử cái này trước ấy ở nhà ấy thì rơi vào khoảng tầm mà mình mua đâu 4,5 xu đấy còn đâu nếu như đến bệnh viện mất 1-2 man thì đó mà nếu có thể bạn nào có thời gian có thể đi được ấy mà bệnh viện gần hay gì ấy thì đến xét nghiệm cũng được nhưng mà ngoài ra thì cũng có rất là nhiều nơi người ta không có nhận xét nghiệm cho mình ấy đó người ta thấy mình có triệu chứng hay gì cái kiểu người ta nhiều khi không nhận ấy là có mọi người ạ thế là lúc đó thì thôi bất bất khả kháng phải mua cái này để test thôi nhưng mọi người cũng đừng chủ quan nhé mọi người cũng phải tự phòng chống dịch này đi ra đường thì nhớ đeo khẩu trang rồi là xịt khuẩn đấy ở Nhật hay là ở Việt Nam thì đâu đâu bây giờ cũng có sát khuẩn hết nên mọi người nhớ là dùng cồn để xịt khuẩn các thứ sát khuẩn nha và cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video của tụi mình hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo nha bye bye